Liên tiếp các vụ sạt lở lũ quét xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai khiến cho nhiều người chết và mất tích. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân. Chiều nay, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ, ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, trên địa bàn xã Nậm Lút, huyện Bắc Hà đã xảy ra hai điểm sạt lở tại thôn Nậm Tông và khu vực nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á Nậm Lút thuộc xóm Bản Cái, khiến 25 người chết và mất tích. Hiện tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Hà đã huy động hàng trăm người tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn tại hai điểm sạt lở đất. Đơn vị quản lý giao thông tỉnh Lào Cai cũng đã huy động 4 máy xúc lực thực hiện khắc phục tuyến đường vào trung tâm xã Nậm Lút để sớm có thể đưa thiết bị, máy móc vào tìm kiếm các nạn nhân. Cũng tại Lào Cai, cơn lũ quét xảy ra tại làng Nổ, huyện Bảo Yên vào ngày 10 tháng 9, khiến cả ngôi làng tan hoang. Đến 15 giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 thi thể nạn nhân tử vong, nâng tổng số người chết tìm thấy là 44 người. Hiện còn mất tích 51 người. Số người bị thương đang được điều trị là 17 người, 46 người được xác định an toàn.